viền trước xong rồi đến ráp mặt. Bây giờ tôi sẽ chia lá vàng ra làm 3 phần để ráp viền bánh. Bước tiếp theo thì tôi sẽ trải những lá vàng này ra. Sau đó chúng ta sẽ đến bước ráp viền cho bánh. Bánh đã được nướng ở nhiệt độ 240 độ và đã được để nguội. Mình sẽ đặt bánh trên những lá vàng và lăn nữa để những lá vàng bám vào viền bánh. Lưu ý khi ráp vàng thì ta hãy thật nhẹ nhàng để tránh làm cho vàng bay, cũng như để vàng bám được vào viền bánh. Bây giờ thì mình sẽ phủ mặt cho bánh. Đến bước phủ mặt cho bánh thì ta sẽ dùng 1 đến 2 miếng vàng. Mình sẽ đặt bánh ở giữa lá vàng. Sau đó mình nhẹ nhàng bao quanh viền bánh. Vậy là mình đã hoàn thành các bước phủ vàng lên bánh trung thu. Mời mọi người cùng